Xin chào tất cả mọi người. Hoa Đậu Bơ xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào khung giờ rất quen thuộc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay hãy sẵn sàng với cơ hội hiếm có mà những fan hâm mộ được gặp gỡ thần tượng của mình. Đây là một anh chàng cực kỳ đa năng. Anh ấy là một nhà thiết kế, một siêu mẫu điển trai và bên cạnh đó là một diễn viên tài năng. Đó chính là nghệ sĩ Trương Thanh Long. Hey, chào anh. Xin chào. Yeah. Dạ, đầu tiên là mời khách ngồi nè. Rồi, mời ngồi luôn. Dạ. Ây cha, anh Trương Thanh Long bao nhiêu năm mà vẫn giữ được phong độ như vậy, đặc biệt là cơ thể săn chắc, body 6 múi của mình. Bí quyết làm sao vậy anh? Tập mỗi ngày hả anh? Bí quyết của Long thì thật ra là đơn giản thôi, đó là ăn ít và tập nhiều. Ủa, ăn ít tập nhiều là mệt không anh? Long nghĩ rằng là tại vì ở cái tuổi của Long thì mọi thứ là giống như là sao ta? Mình phải nói là đến cái tuổi đổ sụp rồi đó. Ủa vậy hả? Đâu, anh là 8X mà đúng không? Em cũng 8X nè, mà sao nhìn em già anh? Đôi khi mọi người sẽ có một cái thói quen là ăn uống rất là thoải mái. Dạ. Yeah. Và bên cạnh đó thì quên mất cái chế độ tập luyện. Còn đối với Long thì Long làm ăn vừa đủ. Dạ. Yeah. Và tập luyện cũng vừa đủ, như vậy thì để mình duy trì được cái sức khỏe. Như vậy là anh sẽ hạn chế những loại dinh dưỡng như thế nào? Long sẽ hạn chế giống như là hầu như là tất cả những thức ăn mà thức ăn nhanh. Như vậy anh dường như là một người khó tính trong việc ăn uống đúng không ạ? Long cũng là một người tương đối khó trong việc ăn uống. Dạ. Yeah. Tại vì bản thân thì mình cũng biết nấu ăn chút chút. Với sự khó tính này thì không biết là hai fan hâm mộ ngày hôm nay sẽ xuất hiện và vượt qua thử thách như thế nào để làm hài lòng cái khẩu vị của anh Trương Thanh Long. Nhưng mà đầu tiên á là phải order món ăn trước rồi đã, để lát nữa giữ bí mật lại tiết lộ cho các bạn hay sao. Ok. Dạ. Yeah. Bây giờ anh Trương Thanh Long hãy viết ra tên của hai món ăn mà ngày hôm nay anh mong muốn được thưởng thức. Rồi. Tự nhiên cảm thấy căng thẳng quá. Anh giấu nha, em cũng không được thấy. Sao luôn? Giấu, khán giả cũng không được thấy luôn, không ai thấy hết. Dạ rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Và bây giờ Hoài Đức Bơ sẽ mời ra đây sự xuất hiện của hai bạn fan hâm mộ. Anh đợi chút nha. Nào, hai người đẹp ơi, xin mời sự xuất hiện của bạn Phương Quyên và bạn Huyền Trang. Xin mời. Hello. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn. Sao anh? Chính cho em cũng không ngờ là chương trình casting chọn ra hai bạn fan dễ thương quá. Dạ, xin mời em giới thiệu đôi nét về mình. Dạ, em tên là Phương Quyên ạ. Hiện tại em đang làm công việc trợ lý giám đốc. Wow. Em tên là Huyền Trang, hiện tại em đang là kinh doanh spa. Các bạn có cái tình cảm như thế nào, đặc biệt ra sao dành cho nghệ sĩ Trương Thanh Long ạ? Trước đây em cũng có xem một cái bộ phim Những Cô Gái Chân Dài thì em đã biết ảnh từ cái đợt đó. Uh-huh. Và sau này cũng theo dõi và biết ảnh là một nhà thiết kế và cái gu ảnh ăn mặc rất là style. Đúng nên vậy. Em rất là hâm mộ. Dạ, cảm ơn em. Còn với em thì sao? Em cũng biết ảnh qua cái bộ phim Những Cô Gái Chân Dài, xong rồi biết là anh đã từng theo học ở trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai. Đó là quê nhà của em. Ủa vậy hả? Dạ. Ô, cùng quê. Về việc ăn uống, nãy giờ chắc tụi em cũng có nghe sơ sơ rồi đúng không? Dạ. Thì cảm thấy hơi hồi hộp không Quyên ha? Dạ, em cảm thấy quá hồi hộp luôn anh. Uh-huh. Tại vì không biết là nếu mà mình nấu nướng như thế nào mà để hợp với khẩu vị một người khó tính như vậy. Còn với Trang thì sao? Theo kinh nghiệm từ đầu thôi ạ. Ví dụ như hôm nay mình nấu món này chưa tốt hoặc là không đạt khẩu vị thì mọi người sẽ cho ý kiến. Vì mỗi người một khẩu vị khác nhau ạ. Yeah, bữa nay là sẽ là một thử thách nữa dành cho hai bạn nữa nha. Yeah. Nhưng mà bên cạnh đó, ngoài việc nấu ăn ra, ngày hôm nay là cơ hội rất là quý giá để cho Trang và Quyên có thể tìm hiểu về anh Trương Thanh Long nhiều hơn nữa. Bởi vì chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn ba cái từ khóa ẩn trong ba con số khác nhau. Nhiệm vụ của chúng ta là hai bạn phải cố gắng vượt qua những thử thách nhỏ để mình có quyền lật được những con số ẩn số này nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng với cái bảng trên tay để mình ghi ra đáp án nha. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên nha. Trong ba món bánh sau đây, món bánh nào nổi tiếng là đặc sản tại Quy Nhơn, Bình Định? Bánh đập tôm nhảy, bánh ép tôm nhảy, bánh xèo tôm nhảy. Dài. Hai bạn đã có đáp án rồi chưa ạ? Dạ rồi. Chuẩn bị 3, 2, 1, cái mình đưa đáp án ra phía ống kính trước nha. 3, 2, 1, xin mời. Bánh đập tôm nhảy. Bánh đập thì có đó, nhưng mà tôm nhảy hình như không phải rồi. Oh,
Bánh xèo tôm nhảy mới là đặc sản tại Quy Nhơn Bình Định. Bánh xèo tôm nhảy là món ăn phổ biến tại Quy Nhơn. Nhân bánh được làm từ những con tôm đất tròn mẩy, đỏ ao, được chế biến khi còn tươi sống. Bạn cảm nhận được lớp vỏ rất là giòn, vàng rụm, bọc lấy lớp nhân tôm tươi ngon cùng hương thơm của các loại rau ăn kèm. Bên cạnh đó là nước chấm của bánh cũng có hương vị rất đặc biệt. Nghe xong là đói bụng luôn. Đói bụng lắm luôn anh. Với đáp án này thì chưa có ai giành được quyền ưu tiên để lật ra ẩn số. Như vậy thì xin mời anh Trương Thanh Long sẽ giúp cho chúng em chọn một trong ba con ẩn số để lật ra từ khóa đó. Số 1. Số 1. Anh Long là số 1. Xin mời. Một và duy nhất, bên cạnh đó là một cái huy hiệu thần bếp. Như vậy chúng ta đã bỏ lỡ mất cơ hội này rồi. Tiếc quá. Trời, có huy hiệu là coi như em giống như là được ông táo tài trợ vậy đó em. Nhưng mà với cái cụm từ một và duy nhất nó có ý nghĩa như thế nào đối với anh? Đây là một cái từ khóa liên quan đến một cái món ăn mọi người đều thích. Vâng, mọi người đều rất là yêu quý và mọi người hay thường xuyên là rủ Long đi ăn. Nhưng mà lúc nào Long phải từ chối hết. Đó là món những cái món mà liên quan tới ốc. Tại vì Long có một cái kỷ niệm mà vô cùng khủng hoảng với lại ốc. Đó là do là bản thân mình là một cái người mà giống như là nó cái hệ tiêu hóa nó chắc có lẽ là nó không kén, có kén, hơi kén. Hơi kén. Hôm đó Long đi ăn ốc ăn và cảm thấy rất là ngon. Ăn tất cả mọi thứ vô một cách rất là nhiệt tình. Nhiều đường ra cũng hết hết á. Khi mà về đến nhà thì Long có một cái trải nghiệm vô cùng thú vị. Đó là Long ở trên giường suốt 2 ngày. Trời ơi. Và cứ từ trên giường bò thẳng vào trong nhà vệ sinh. Và từ nhà vệ sinh Long dùng chữ bò, bò. Có nghĩa là mô tả đúng cái hành động đó luôn. Có nghĩa là cứ ngồi dậy là xong bắt đầu thấy rồi xong đi vô toilet xong rồi xong lại bò đi ra. Chỉ có một lần và duy nhất, từ đó trở đi ai mà chỉ cần nói là Long ơi đi ốc không? Không, nghe là muốn nổi ốc rồi. Đừng đủ nữa. Đó là một cái kinh nghiệm nha, để lát nữa đây hai người đẹp đừng cho bất cứ một nguyên liệu nào liên quan tới ốc nha. Rồi, cảm ơn sự chia sẻ của anh Long. Và bây giờ sẽ là thử thách câu hỏi thứ hai để chúng ta cố gắng lật ra con số tiếp theo nha. Đây là một câu hỏi đố vui nha. Câu đố như sau: khi nhỏ em mặc áo xanh, khi lớn bằng anh em thay áo đỏ, em là cái gì? 3, 2, 1. Xin mời. Ớt ớt, ghê thiệt. Món đồ của em mà. Chính xác. Kẻ thù của em đó. Dạ. Như vậy là cả hai bạn lần này lại có một trường hợp rất là thú vị, là cả hai cùng đưa ra đáp án chính xác mà chỉ có một quyền ưu tiên trả lời thôi. Nên anh Long chọn giúp em đi. Mình đã mở số 1 rồi, bây giờ nên mở số 2. Ok. Dạ. Ok anh. Ok, mở số 2. Xin mời số 2. Thánh mắm. Ủa ngộ nha. Thánh mắm, như vậy anh có phải là sinh ra từ Châu Đốc không anh? Quê anh đâu? À không không không, quê Long thì nó lại hơi ngược ngạo, Long ở trên núi. Ủa là Tây Nguyên anh? Đà Lạt, Đà Lạt. À, Đà Lạt, Đà Lạt. À, về thánh mắm thì sao ạ? Thánh mắm là có nghĩa là đối với Long thì một cái bữa ăn nó cần phải có hương vị. Dạ. Và nó cần phải có sự đậm đà. Chính vì vậy mà trong mỗi bữa ăn thì Long rất là quan trọng lấy cái chuyện nước chấm hoặc là giống như là những cái món mà mắm đi kèm. Chỉ là ăn uống mà không có cần phải cầu kỳ qua loa thì ví dụ mình như chỉ ăn cần rau có luộc, một cái chén mắm ngon. Dạ, là trộn, sau đó mình có thể rau sống nữa, trộn dưa leo sắc mỏng. Đói bụng quá. Nghe thấy thèm là thèm đúng không? Cảm ơn anh. Vì vậy là lát nữa có gì nhớ chú ý kỹ phần nước chấm và phần mắm nha. Hai người đẹp lưu ý nha, chỉ cần mà bài trí mà nhiều nước chấm, thậm chí là một món mà tới 10 chén nước chấm khác nhau trên bàn là anh khoái liền. Có khi vậy, khó tính mà. Như vậy là chúng ta đang có tỷ số vẫn đang là đều giữa hai bạn Quyên và Trang. Như vậy là thử thách cuối cùng sẽ quyết định xem ai là người được ưu tiên lựa chọn phần bếp của riêng mình. Và thử thách đó là sao? Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Và đây chính là thử thách thứ ba, thử thách cuối cùng ngày hôm nay dành cho hai bạn để giành quyền ưu tiên lật từ khóa cuối cùng, bên cạnh đó là chọn phần bếp cho riêng mình. Góc nhìn điện ảnh của anh và thời trang nữa, anh thấy hai đẹp hợp với hai chân dịch không? Thật ra thì cả hai đều không hợp hết á, tại vì hai cô gái vô cùng nhỏ nhắn xinh đẹp rồi mặc đồ rất là... Dạ, nhưng mà em thấy đẹp là được, cứ đeo chân dịch vô nhìn như hai con vịt con vậy đó, dễ thương đáng yêu hết sức. Nào bây giờ hai cô vịt đáng yêu ơi, hãy chọn cho mình màu bóng của riêng mình đi. Bạn Trang và bạn Quyên, các bạn chọn màu nào nè? Em chọn màu xanh. Rồi, bạn Quyên chọn màu vàng nhé. Nhớ kỹ màu của mình. Và nhiệm vụ của hai bạn sẽ đạp bể bóng của đối phương. Có nghĩa là bạn Trang đã chọn màu xanh, đồng nghĩa việc bạn phải đạp bể bóng màu vàng. Còn bạn Quyên đã chọn bóng màu vàng, bạn phải đạp bóng màu xanh. Ai trong vòng thời gian 1 phút 30 giây còn nhiều bóng hơn thì người đó sẽ chiến thắng. 3, 2, 1, bắt đầu.
Té có gì bay em sợ tiếng không được ấy. Quá dữ luôn. Không có quyền cản trở nhưng mà nhớ fair play nha. Úi chà, nhớ kỹ màu bóng của mình nha. Đừng có đập lộn bóng nha. Úi chà. Đập lìa. Đập lộn bóng à. Phải dùng chân đạp nha. Đạp té. Ấy trời ơi. Úi trời ơi. Úi chà. Còn một trái kìa. Úi chà, giỏi quá. Giờ con coi ai giỏi hơn đây. Trời, xuống rồi. Con này. Còn trời một ơi. Trái nhìn đẹp vậy chứ còn cái phim thường đọc nữa anh. Mà đọc ác á. Ghê thiệt. Vì muốn giành để chiến thắng, các bạn ấy đã sử dụng hết tất cả các chiêu bài khác nhau. Như vậy chúng ta chỉ còn một trái bóng màu xanh sau khi kết thúc 50 giây thôi. Và trái bóng màu xanh này đã thuộc về quyền sở hữu của bạn Huyền Trang. Đồng ý với việc bạn giành chiến thắng tại vòng thi đấu này. Chúc mừng Huyền Trang. Mệt không ạ? Mệt anh. Và bây giờ xin mời quý vị dành đôi chút thời gian để hai người đẹp nghỉ ngơi một tí. Và bây giờ xin mời bí mật bên trong ô số 3. Yêu bất chấp. Thật ra thì cái từ yêu bất chấp này là nó là kinh nghiệm ăn uống của Lâm thôi. Anh yêu đồ ăn. Yêu đồ ăn. Thật ra thì Lâm luôn có một cái tình yêu với lại những món ăn mà bà nội Lâm nấu. Đây là chia sẻ. Từ nhỏ lớn thì Lâm có cái thời gian mà ở sống với bà nội nhiều hơn. Và đó là một cái giống như là một cái thói quen ăn uống luôn. Thì bà nội chỉ nấu những cái món kiểu rất là bình thường. Thật ra là sẽ không có cao lương mỹ vị gì hết. Nhưng mà cái vấn đề là cứ mỗi lần mà nội nấu thì mình đều cảm thấy là những cái món ăn đó nó rất là ngon. Khi mà mình lớn lên, khi mà mình đi làm và mình xa gia đình rồi, mình không có ở chung với lại bà nội nữa, thì mình luôn nhớ về những cái món ăn. Đôi khi mình đi ra ngoài đường mình cũng chỉ là nhìn những cái món đó, và mình chỉ mong ước là nếu mà món đó bà nội mình nấu thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Chữ yêu bất chấp đó là dù bản thân sau này khi mà bà nội Lâm lớn tuổi rồi, bắt đầu cái khẩu vị về nêm nếm cũng như là tại khi người là người già đó, thì họ sẽ nêm nếm kiểu khác với lại hồi mà họ còn tinh tường. Thì có thể là sẽ quá mặn hoặc là quá nhạt, thậm chí là nó đắng ngắt luôn á. Nhưng mà bản thân là mình vẫn cứ ăn. Nội nấu là ngon. Như vậy thì cái hương vị và cái khẩu vị ra sao để khiến cho anh nhớ về nội nhiều nhất? Cái vị đó như thế nào? Nó ngọt, nó mặn, nó đậm đà hay gia như thế nào? Gia đình Lâm thì gốc của gia đình Lâm thì là người Bắc. Chính vì vậy những món ăn thì thường đa phần nó sẽ có cái vị nó hơi đậm đà một tí. Hãy bây giờ hỏi câu này để mình khám phá ra khẩu vị ưa thích của anh Trương Thanh Long. Để lát nữa đây chúng ta vào bếp. Và chúc mừng bạn Huyền Trang, bạn được quyền lựa chọn phần bếp cho mình. Chúng ta có hai gian bếp, một bên là bếp trái, một bên là bếp phải. Bạn chọn bếp nào? Em chọn bên phải. Như vậy phần bếp bên trái chắc chắn là thuộc về bạn Quyên rồi. Cố gắng nha. Dạ. Thì hy vọng là cái phương hướng này sẽ mang lại may mắn cho các bạn với hai món ăn mà anh Trương Thanh Long đã order từ đầu chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lộ diện hai món ăn đó ra. Trong hai món ăn này thì bạn Huyền Trang là người đã chiến thắng ở thử thách cuối. Bạn có quyền lựa chọn một trong hai món này đúng với sở trường của mình. Đây, hai món ăn. Một bên là bò cuộn nấu kim châm, một bên là tôm trứng muối. Cả hai món đều rất thơm, rất bổ dưỡng. Thì theo kinh nghiệm của một người phụ nữ đã có gia đình thì em chọn món nào? Theo như nãy giờ em được nghe anh Long chia sẻ thì anh Long vẫn thích là những hương vị đậm đà hơn, thì em sẽ chọn tôm trứng muối. Tôm trứng muối, nghe trứng muối thấy mặn mà đậm đà đó. Wow, như vậy chúc mừng bạn. Nào, giữ lấy tờ giấy này, đặc biệt là nét chữ của anh Long nha, quý lắm nha. Như vậy là món bò cuộn nấm kim châm sẽ thuộc về em. Dạ. Nghe thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng mà chế biến làm sao đúng với khẩu vị của anh Long mới là điều khó khăn. Và bây giờ xin mời cả nhà mình vào bếp thôi. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ sẽ là phần chinh phục khẩu vị ngôi sao của anh Trương Thanh Long. Hãy sẵn sàng với phần chế biến thức ăn của hai người đẹp. Với góc nhìn của khán giả thì khu bếp bên trái đã thuộc về bạn Quyên với món bò cuộn nấm kim châm. Bếp bên phải đã thuộc về bạn Huyền Trang với món là tôm trứng muối. Tất cả những nguyên liệu phụ và chính đều đã sẵn sàng ở hai khu vực bếp. Nhưng mà hãy lưu ý, mỗi khu vực bếp đều có thử thách nhỏ để giúp cho các bạn được quyền sử dụng những món nguyên liệu đó. Và người vượt qua thử thách không ai khác chính là Long. Bên cạnh những thử thách đó thì anh Long cũng phải để ý rằng hai người đẹp đang nấu ăn trong một cái tình trạng nó không được bình thường. Bên bạn Huyền Trang
thì bạn đang đeo một cái đai massage. Massage. Bây giờ anh sẽ bật chế độ on cho massage nha em. Đây. Tiếp. Đây. Thấy đã không? Hơi phê phê. Phê phê. Ờ, lát nữa tăng thêm cấp độ nha. Là anh có bao giờ anh nấu ăn mà để chế độ massage vậy bao giờ chưa? Không thì cái mới gọi là thử thách đúng không? Nhưng mà hôm nay cũng rất hợp với Huyền Trang là tại vì Huyền Trang làm về mảng ha. Ba. À. Nên chắc là cũng ngồi máy rung quen rồi đúng không? Quen cũng, cũng quen rồi đó. Bình thường em vẫn ngồi máy rung nhưng mà em không chưa bao giờ mà rung để mà chiên hay là nấu ăn hết. Vậy hả? Vậy em lát nữa cẩn thận nha. Còn với bò cuộn nấm kim châm của bạn Huyền Trang thì bạn ấy đang mang một cái đôi guốc rất là đặc biệt, ở dưới là hai cái lon. Nhiệm vụ của em là phải di chuyển trên hai cái lon này, cố gắng đừng té nha. Rồi, cảm ơn hai người đẹp và bây giờ xin mời hai người đẹp bắt đầu. Nào, xin mời anh Long về phòng khách. Cố lên, cố lên. Em nói thiệt với Long chứ em làm nhiều chương trình về ẩm thực nhưng mà bản thân em không biết đâu ạ. Mình đỡ vất vả. Đó bây giờ giống như anh em mình đó, bây giờ ngồi thư giãn thôi đúng không? Đâu làm gì đâu. Anh Hoàng ơi. Em muốn sử dụng trứng muối nhưng cho mày có yêu cầu. Ủa vậy luôn hả? Dạ. Mới vô là hành hả? Long ok. Em đọc to cái thử thách đó nào. Bạn hãy vừa lắc vòng vừa hát một bài bất kỳ. Trời trời ghê ghê. Anh biết lắc vòng không? Anh Tâm mình tập thể dục anh có lắc vòng không? À thật ra thì Long không có lắc vòng. Ok. Nhưng mà phải gặp eo rất nhiều nhưng mà hôm nay sẽ là thử thách lắc vòng đầu tiên. Em ơi, bỏ luôn cái món trứng muối đó đi em ơi. Ăn tôm thôi. Trời ơi, trứng muối, tôm trứng muối mà không có trứng muối giờ làm gì vậy trời. Ăn tôm trứng gà. Nè, anh Long ơi, để giúp cho người đẹp có được món trứng muối trong tay, anh hãy lắc vòng mà hát một bài. Theo kinh nghiệm của em thì lựa bài nào ngắn ngắn hơn anh. Thì bài Da Nâu của chị Phi Thanh Vân á. Em sống trong khát khao, em sống trong ước ao. Trời. Vậy là bây giờ vừa phải lắc vòng thì mẹ thì mới được sử dụng trứng muối hả? Trời em chưa lắc bao giờ. Hát đi. Chưa hát được câu nào luôn á, chưa có một nốt nhạc nào luôn á. Hát bài gì ta? Có chàng trai biết lên cây nhưng mà hát một đoạn thôi nha. Trời ơi, có một chàng trai biết lên cây là nguyên bài dài, bài khó hát lắm á. Thì hả? Không hát một đoạn thôi mà. Một đoạn ok, ừ. Chấp nhận luôn. Okay. Tại bài hơi khó. Có chàng trai biết. Có chàng trai lắc cái giọng. Có chàng trai biết lên cây. Lời. Cái cây nó mới tới đầu gối thôi, cái cây tới đầu gối chưa được tính đâu. Bây giờ phải hát mấy câu. Có chàng trai biết lên cây lời yêu thương của anh. Hát nhạc remix hay gì vậy? Cái tempo người ta rất là chậm mà anh hát okay. Quá nhanh luôn. Không em, bây giờ mình phải lên với chương trình, mình phải đổi cho nó. Dạ dạ dạ, nó hấp dẫn hơn. Hấp dẫn hơn đúng không? Chơi. 2, 3. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương của ấy. Mỗi tình nhiều chỗ thiếu mây rồi. Ok xong rồi em ơi. Nghe cười không, không nghe được một chữ anh gì rap, hết. Anh đọc rap, anh đọc rap. Ok. Ok. Rồi như vậy là bạn Huyền Trang, bạn được quyền sử dụng trứng muối nha. Trời ơi em tưởng đâu là anh tập gym nhiều anh sẽ biết lắc vòng. À tập gym nó khác với lắc vòng em. Lắc vòng để làm có vòng eo đúng không anh? Vòng eo là lắc vòng mình chỉ. Anh ơi. Ơi. Anh Hoàng ơi. Em cần anh hỗ trợ cái dầu hào, em rồi, cần xong bò. Luôn dầu hào nấu ăn bò cuốn kim châm là phải có dầu hào. Anh thấy cái vụ ăn uống này của anh nó không có hạnh phúc. Okay. Em đọc to thử thách đó đi cưng. Dạ. Hãy tạo 5 dáng chụp hình đáng yêu. Trời ơi, đúng sở trường luôn. Chả lẽ giờ một siêu mẫu điển trai nhanh mà không biết tạo dáng. Anh tạo dáng thời trang thì được. Hoặc là tạo dáng cool ngầu thì được. Yeah. Em nhìn cái mặt anh đi như thế này mà nó có chỗ nào đáng yêu không? Đáng yêu hợp với mấy bé kid đó, thời trang kid, đúng rồi, thời trang baby, thời trang em thấy á. Nên thành ra là ngày hôm nay đúng là coi như là đúng là chương trình này nó sẽ đưa anh vô một cái level khác. Đúng đúng, lần đầu làm chuyện ấy luôn á. Anh làm chuyện ấy. Rồi xin mời anh ở giữa. Hy vọng mọi người không có hoảng loạn và kinh rợn. Dạ. Tạo dáng chụp hình đáng yêu nha. Đáng yêu, đáng yêu. Đáng yêu nha, trình diễn thời gian, trình diễn thời gian nha. Đáng yêu đúng không? Dạ. Bây giờ trình diễn thời gian đúng không? Bây giờ đi ra ngầu đúng không? Tạo dáng đáng yêu. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Ok, một cái. Tiếp. Còn đây là tạo dáng tiếp theo. Hey. Con mèo. Hey. Con mèo có 4 cái tay hả? À. Cái này con thỏ. Không em. À, con thỏ. Con thỏ, ok. Đáng yêu. Trời ơi trời, đáng yêu. Rồi, ba dáng rồi. Hai con vịt. Con vịt. Đâu có. Ủa? Con này là con vịt hả? Con vịt mà con này chứ. Con này con gà. Đó. Okay. Đó, bốn dáng rồi. Năm dáng. Nhanh được ta, ráng lên. Ok, cảm ơn anh Long. Ok, rồi. Cảm ơn. Chúc mừng bạn Nguyên. Bạn được quyền sử dụng món dầu hào. Em vừa bôi xấu anh. Hy vọng là hai món còn lại các người đẹp sẽ không còn phải sử dụng. Hai món còn lại hình như là nước mắm nè. Hay là dầu gì đấy. Em ơi, khỏi sử dụng luôn em ơi.
Trời ơi, cái sao vậy? Anh Hoàng ơi, em có cái ớt chuông. À, em phải xuống sử dụng ớt chuông phải không? Trong ớt chuông có nó thử thách rồi. Em thấy anh chưa? Mồ hôi còn chưa kịp khô nữa em. Rồi, ráng. Ok, quá hết cặm hồi rồi. Rồi, trong ớt chuông có thử thách gì nè? Em đọc to dạ, lên. Dạ, bạn hãy chui vào trong túi ngủ và lăn đến nơi đặt gia vị để lấy về cho người chơi. Xong luôn. Này là không phải toát mồ hôi nữa mà là xong hơi. Bây giờ anh ở đây nè, từ phòng khách anh lăn hẳn vô bức tranh, anh lấy cái chuông anh lăn vào bếp là đúng thông điệp của ông bà đã để lại luôn á, muốn ăn là phải lăn vào bếp. Đúng lăn rồi đó. Nào, xin mời anh chui vào túi để ngủ. Ngày hôm nay thì Long nhất quyết là khỏi phải đi tập thể dục luôn. Ăn cái túi này rồi ở đây lên đến đây tập thể dục luôn. Bao êm, dân đi phượt mà ở Đà Lạt nữa đâu, quá quen thuộc với tình thức là túi ngủ. Hey, chưa, để em giúp anh. Vô. Cố lên anh ơi. Ok. Rồi lăn đi anh. Hey. Hey. Đúng rồi. Lăn đi. Lăn nào. Lăn cái gì á? Quan trọng mình phải lăn về cái vị trí mà khổ chủ. Ôi trời ơi. Trời ơi trời. Anh thấy được cái đất chưa anh? Không thấy. Rồi, bây giờ okay. Anh cố gắng nha. Trời ơi, anh nhìn anh như một cái ngén gì đó, ngén mà chưa từ sâu quá luôn, cái kẽ luôn. Lăn à. Cái này mới khó à. Lăn. Ráng anh. Chưa phải lăn, lăn nữa. Lăn mà trao tận tay gì đẹp kìa. Lăn vào bếp mà bây giờ mới lăn cái tủ lạnh à. Hay quá em ơi. Em ơi. Trời em run quá không dám lấy luôn anh. Ừ, thấy chút cảm ơn anh. Trời ơi. Thôi giờ em đủ rồi nha. Thiệt xót xa gì đâu, đường là một soái ca, một nam thần của điện ảnh mà bây giờ phải chính thức lăn vào bếp đúng như đen. Không biết. Vỗ tay anh ơi. Toát hết rồi, Quang còn nghĩ đây. Em nhìn anh thôi mà em cũng đủ mệt rồi, chứ đừng nói mà thực hiện lắm. Lúc đầu đến với chương trình thì lúc nào mình cũng nghĩ là hôm nay mình sẽ đến đây mình được ăn ngon mặc đẹp đúng không? Dạ, thông báo với anh là 100+ số chương trình đó ai cũng nghĩ vậy chứ. Wow. Thấy hai cô gái rất là chăm chỉ ha, nấu ăn không nói một tiếng nào luôn. Dạ. Bọn em đừng nói nữa nha. Mà tại vì cất tiếng nói lần thấy cái có thử thách. Và bây giờ thì hết thử thách rồi, chúng ta ra ngoài nghỉ ngơi chút xíu, lau mồ hôi cho nó sạch sẽ, chờ lát nữa thưởng thức món ăn. Rồi chúc cho hai bạn Nguyên và Trang nấu ăn thật ngon nha. Cảm ơn các bạn. Cố lên. Mời anh. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và đây thành quả sau bao nhiêu công sức của hai người đẹp đã nấu ăn cho anh Trương Thanh Long. Và đây chính là món quà vô giá ngày hôm nay để bù lại năng lượng mà anh đã đốt cháy nãy giờ. Dạ, nãy giờ coi như là sơ sát luôn đó. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy món ăn là chỉ muốn ăn hết thôi. Bỏ nạp năng lượng. Ủa, sao đầu giờ anh nói anh kén ăn lắm mà. À không em ơi, nãy giờ mà kiểu quật qua quật lại tôi thấy là phải nạp năng lượng thôi. Thì anh muốn thưởng thức món nào trước? Nãy giờ là cái phần thắng là phần thắng vòng thứ 3 đúng không? Dạ. Là của người đẹp bên này. Dạ, cũng thành ra Long sẽ ăn thử món này trước. Cái dĩa nè, trời ơi, trình bày rất là hoành tráng luôn nha. Đây anh lấy cho em nha. Rồi, mời Trang. Rồi, để em bỏ đây. Rồi. Ăn lịch sự hơn anh. Dạ, ngay. Anh ăn. Dạ, rồi. Ăn trực tiếp luôn em. Trời thơm em ơi. Wow. Anh thấy rất là đậm đà. Lúc đầu thì thật sự là không có nghĩ nó ngon đến như vậy. Nhưng mà đến bây giờ ăn thì ngon quá đáng luôn. Hết sảy. Hết sảy à. Chà Nguyên, em thấy hồi hộp không? Chứ món ăn cũng ngon quá. Khi mà Long ăn món tôm thì Long sợ nhất những cái món mà khi mà có con tôm á, mình không có cảm giác được độ tươi của nó. Dạ, yeah, đúng mà rồi. Ở đây thì cái vỏ giòn, gia vị nếm cũng rất là vừa miệng. Và đấy, bên cạnh đó là có con tôm mà khi Long ăn vào thì Long cảm giác là nó ngọt và vẫn còn tươi. Ngọt. Bây giờ mình là người phụ nữ của gia đình có kinh nghiệm. Mình làm một miếng nước nè. Rồi để mình món thứ hai nè. Dạ, đây là món bò cuộn kim châm. Món này về vẻ ngoài là quá xuất sắc luôn. Như nhà hàng đúng không? Bảo vệ môi trường. Đúng rồi. Sử dụng luôn ớt chuông để làm cái chén nước chấm. Ok. Cái này là điểm mỹ thuật hiện giờ là cũng khá cao. 10 điểm á. Em có cần phải ăn lại không? Có chứ, phải có em chứ. Phải có em chứ. Dạ. Cái này là mình phải quậy lên đây nè. Đó. Ok. Wow. Wow, đang đói nữa. Khung giờ này đói bụng lắm quý vị à. Mình xem xong chương trình này mình làm mình ăn liền được luôn. Vậy em xin phép nha.
Trời ơi, ngửi mùi, cái mùi bò đã thơm rồi. Cái mùi sốt, nước sốt anh à, cái mùi, sốt. Nó thoang thoảng, nó chua chua, nó thơm, nó đậm, nó nước tương lắm. Sau khi ăn cái cuốn này xong là kiểu giống như là bị bây giờ cảm thấy bị căng thẳng á. Bị mê hoặc luôn anh ơi. Ăn cái miếng bò cuộn kim châm này em có nhiều cảm giác lắm. Cái mềm của bò, cái giòn của ớt Đà Lạt, rồi cái dai dai của ớt kim châm, của nấm kim châm đó, nó quyện vô với nhau, rồi thêm phần nước sốt nó đậm đà xuất sắc bấn loạn. Tại vì hai cái nhà hàng, hai cô gái này đúng. Quá xuất sắc, quá giỏi. Giờ sao ta bây giờ sao ta với cái món này thì thật ra giống như là Hoàng kể đó, là khi mà Lâm ăn vào là Lâm cũng sợ là khi mà nếu mà nấu thịt bò mà quá chín thì nó sẽ bị dai khô nữa và khô. Nhưng mà cái này ăn vào nha, lỡ trong cắn vô thì nó lại chảy nước, mềm vừa chín tới, không quá ta tái, không quá dai. Em làm anh khó nghĩ quá hả? Thật khó để nói anh biết phải làm sao đây, khi tình yêu anh ở giữa hai ngã đường. Giải thưởng chỉ có một thôi, anh quyết định đi. Món ăn nào là món ăn chiến thắng ngày hôm nay? Một là tôm sốt trứng muối của bạn Huyền Trang. Hai là món bò cuộn kim châm của bạn Phương Quyên. Đi. Như vậy là món bò cuộn kim châm đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Chúc mừng bạn Phương Quyên. Và đây là phần thưởng dành cho người đã giành chiến thắng ngày hôm nay với món bò cuộn kim châm. Xin mời anh Trương Thanh Long sẽ trao giải thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho bạn Phương Quyên. Chúc mừng bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Tặng kèm thêm món quà để giúp cho món ăn chúng ta thêm đậm đà nữa nha. Dạ. Rồi đây, phần quà dành cho bạn Huyền Trang nữa. Cảm ơn bạn với món tôm sốt trứng muối cũng rất là xuất sắc, rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Và cảm ơn anh Trương Thanh Long đã đến đây cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao có được những trải nghiệm rất là tuyệt vời cùng với hai người đẹp. Và cảm xúc của anh như thế nào ạ? Thật sự thì lúc đầu Long đến với chương trình, Long nói rằng là chắc đến đây được ăn ngon. Mà thật sự là ăn ngon thì ăn thiệt. Và cái bên cạnh đó là có cái giá thì đó là hành sắp mặt rồi mới được ăn uống một cách ngon lành. Và thật sự là cảm ơn chương trình đã cho Long một cái cơ hội để được chia sẻ những cảm xúc. Và bên cạnh đó thì thưởng thức những món ăn vô cùng tuyệt vời của hai người chơi. Xin cảm ơn Trương Thanh Long rất nhiều. Và chúc cho anh mãi mãi giữ được phong độ này và càng ngày càng phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi sẽ được tiếp tục phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.